来这五个了，五个人外围。Là một nghệ sĩ, Lưu biết mình luôn phải cố gắng thật nhiều vì người hâm mộ. Nghe nhạc đó mọi người nhé, không có ai nói chuyện ngồi nghe nhạc vậy. Không hát nữa. Cho anh Tiêu ca nhá, theo anh. Từ lúc ta lặng im như thế, ta chẳng còn buồn như xưa, còn chút đau lòng ta cất hết, còn chút hy vọng ta đánh rơi, tới đây được rồi, chẳng không thể đi xa nữa đâu em. Điều gì ngăn đôi chúng ta khi ai trái tim đổi thay? Mình từng yêu nhau như thế, cứ sao thế này? Đường con xa mà không bước cùng bên nhau, nhà ở đây mà sao khác nhau lối về. Đừng xin lỗi nữa sẽ rất đau, đừng xin lỗi nữa cứ thế mà đi. Đừng nói là chi dù tim vẫn giấu biết bao điều. Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rời. Giờ điều tốt nhất là đêm bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn, quên một người đã từng yêu cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây. Mai đừng thân nhé nụ cười trên môi. Biết nói thêm gì đây? Những lời yêu đó khi đây mình từng yêu nhau như thế, cứ sao thế này? Đường con xa mà không bước cùng bên nhau, nhà ở đây mà sao khác nhau lối về? Đừng xin lỗi nữa, chỉ thêm đau. Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi. Đừng nói lời chi dù tim vẫn giấu biết bao điều. Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rời. Giờ điều tốt nhất là để anh bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn, quên một người đã từng yêu, giấc mơ buồn đến bao nhiêu. Ngoài kia vẫn ra cạnh anh, vòng tay kia quên anh.
mẫu từ. Và các sản phẩm tạo kiểu khiến tóc tôi trông thiếu sức sống. Nhà tạo mẫu tóc khuyên dùng Tresemme Salon Detox mới với gừng và... Bây giờ nghe cái nhạc này gọi là chất này. Biết rằng nếu buồn tay cảm ơn anh nhá. Là sẽ mất nhau mà vậy có giữ được gì không? Ta buông tay cũng đã bao ngày mà lòng còn vương vấn. Sau cơn mưa không thấy cầu vồng, thấy nỗi nhớ chất chồng. Kể từ lúc xa anh là những đêm thức trắng, đôi lần tự hỏi lòng ta yêu nhau có lẽ duyên phận, dù tình mình quá ngắn. Ta chia tay chắc do đành mệnh, sắp đặt như vậy rồi. Phải từ cơn gió, thế nhưng anh không ngờ đến bây giờ còn yêu em lắm. Nếu như kết sau mình còn duyên, em xin được bên anh, khắc bên anh vào lòng. Bây giờ không có ai thì mình phải lên sau mình cứu vớt được chứ anh. Tự ảo tưởng sức mạnh. Nếu kiếp sau gặp lại, anh xin được bên em mãi mãi, sẽ cho em tháng ngày mà anh đã nợ em kiếp này. Đúng rồi, em đăng nhập trên điện thoại mà. Đăng nhập để mình tăng lượng code của mình lên, tăng sao của mình lên. Kể từ lâu lúc nãy em định hát rồi nhưng mà tự nhiên lại nghe thấy phòng bên cạnh tự nhiên đi ra đi vào, thế là không hát nữa. Giờ mọi người đang cũng ngủ, mình tự nhiên mình hát nữa bảo mình có vấn đề. Sao em bé không? Em đọc rap nhá, có muốn nghe em đọc rap không? Ta chia tay chắc do đành mệnh,
sắp đặt như vậy rồi. Xa như lúc ban đầu, em không yêu anh nhiều như thế. Có lẽ ngay bây giờ em không nghe được có tay nữa. Ngỡ đâu những ân tình hôm qua phôi phai từ cơn gió. Thế nhưng anh không ngờ đến bây giờ còn yêu em lắm. Nếu như kiếp sau mình còn duyên em xin được bên anh, khắc tên anh vào lòng, em xin phép nợ anh tình yêu. Nếu kiếp sau gặp lại, anh xin được bên em mãi mãi, sẽ cho em hàng ngày mà anh đã nợ em kiếp này. Xa như lúc ban đầu, em không yêu anh nhiều như thế. Có lẽ ngay bây giờ em không khóc khi nghĩ về anh. Ngỡ đâu những ân tình hôm qua phôi phai từ cơn gió. Thế nhưng anh không ngờ đến bây giờ còn yêu em. Em sâu mà, không phải là thể sâu đâu, em đây là giờ sâu của em. À đâu, em đổi sâu với lại Lưu Lưu. Từ hôm thứ ba rồi. Em đổi sâu á. Bạn đi sâu thứ ba của em, còn em sâu hôm nay của em. Nếu kiếp sau gặp lại, anh xin được bên em mãi mãi, sẽ cho em hàng ngày mà anh đã nợ em. Thực ra là em thích sâu cái giờ này hơn. Nếu mà sâu đêm này với mọi người cứ ngủ, sâu giờ này ít mem nhưng mà còn đỡ hơn là sâu lúc 3-4 giờ. Nợ nhau sâu sâu còn 8 không biết có nổi, có sâu nổi không. Sâu giờ này mình còn được ngủ một ít ấy. À, Tám Kiều Phương đúng rồi, bạn ý hình như là sâu rồi của em. Và dù ta hứa sẽ quay trở lại. Thích nghe bài này ấy. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi sao dương để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế anh không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, mà cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa rơi ấm lòng anh, như chính em, cô gái đến từ hôm qua.
rơi như cơn mưa tới thăm những con đường, dường như là vẫn thế không trở lại, mãi mãi là như thế không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao ban trong khoảnh khắc qua chúng ta, nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Làm gì có ai là hoàn hảo đâu. Thôi. Gầy lại hoàn hảo quá đấy. Kiểu tạng người của em nó sẽ lên cân ấy, hít không khí cũng béo nên là thôi cứ kệ đi. Mình không phải là gọi là béo quá, chỉ hơi mập mạp một tí thôi. Giảm được thì giảm, không giảm được thì thôi. Thêm nơi này một chút thôi để ta nhớ.
bụi và các sản phẩm tạo kiểu khiến tóc tôi trông thấy sức sống. Nhà tạo mẫu tóc khuyên dùng Tresemme Salon Detox mới với chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Tình trả lời hộ luôn kìa. Em sinh năm 1997 nha. Từ lúc nãy vẫn kêu chị đây, anh vô tính. Từ lúc nãy gà vẫn kêu chị ơi, còn gì nữa. Em đang cơn mở. Ui sợ đồng đồng sao sao tự nhiên cùng suy nghĩ này, em đang cơn chọn bài rời bỏ này. Nước tăng lực number one. Cho bạn thật tỉnh táo, tăng thêm sức mạnh. Đang có bài
lại rời bỏ xong enter không? Cha mẹ có biết con đau, ok anh xong bài này sẽ đến bài cho mẹ biết con đau nhé. Thế thì làm gì có sức, chắc là kiểu tâm trạng suy nghĩ không ngủ được đúng không? Còn bình thường mà đi làm về mệt làm nên mà không ngủ thì à nhậu say xong rồi đêm khát nước đúng không? Không ngủ được, quáng đầu không ngủ được. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ. Bây giờ nó cứ nói đến bia rượu này em lại sợ rồi, chả biết uống đâu nhưng mà cứ nghĩ đến bia rượu cồn là mình không thích. Đã ngon nay còn ngon hơn với vị kem và sô cô la ngập tràn trong thành Kit Kat. Tùy người đấy, có người nhậu say thì người ta lại ngủ được,
có người nhậu say và người ta mắt díu ấy lại xong lại buồn ngủ ấy. Hôm kia bạn em cũng đi nhậu say về xong rồi kiểu tắm đêm ấy, xong rồi bị cảm xong rồi mất ấy. Nói chung là chẳng biết được điều gì nữa, tiếc cho một kiếp người. Nên là nhậu say về mọi người ngủ được thì tốt, đừng có bật điều hòa ngồi tắm đêm. Đây cũng là cái lý do mà em không ngủ được ấy. Em chỉ ngủ được đúng 2 tiếng thì 3 giờ em dậy, đến bây giờ em sâu luôn, bởi vì em rất là sợ. Nói chung là chỉ rửa qua chân tay thôi, không nên tắm cả người ấy. Tốt nhất là nhậu say về không nên tắm. Thật sự rất là tiếc, bạn thân của em vừa mới mất hôm kia thôi, cũng vì nhậu về ngồi tắm đêm ấy. Đi nhanh quá, đột ngột quá, tương lai cũng đang ở phía trước, mà tương lai rất là sáng. Chào anh Đạt nhé. Nhưng mà đến bản thân người ta mất, người ta còn không biết là mình mất rồi đấy. Giá như lúc đấy nó đừng có ngủ nữa thì chưa chắc là đã vậy. Nhắm mắt ngủ cái 2 giờ đêm còn nhắn tin cho mẹ bảo là về dỗ bà. Thế là lúc sau ngủ cởi chân nằm đất, nằm nền nhà không chịu được giường ngủ, nóng quá à. Đi nhậu về xong rồi đi tắm xong rồi cảm. Gì nữa những lúc yêu đuối không có em ở bên. Đây. Ốc cái này là không dài nhỉ, 38 phút rồi. Xung quanh thấy ai ai cũng đều đang sống.
sao anh kia nhá. Thì mình chưa kiểm chứng thì chưa biết được, chưa kiểm chứng thì không chịu nó phản biện, nên là chưa dám gọi là muộn muộn. Mẹ cha ơi xin hãy cho con chút yên bình, từng bàn tay ấm áp đang lấy chờ che con. Mẹ cha ơi xin hãy một lần ôm lấy con để xoa dịu nỗi đau nước mắt thôi tuôn. Cái tên đúng rất giống cái kiểu đúng kiểu vô tình thật. Mẹ là vòng tay ôm ấp con qua những ngày đông, mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè, mẹ là răng che che bóng con đi học về, mẹ để con vui với cánh diều, mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, mẹ làm thật nhiều chỉ mong cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, nhưng tháng ngày lắm lũ vì con đã làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Ngủ đi á, em sâu sâu mới ngủ. Mà sau xong đi ăn sáng rồi, xong rồi đi thi rồi. Chẳng ngủ được. Em thấy bây giờ giới trẻ ấy, người ta còn ít tuổi lắm. Không, chưa phải là chưa giống người già, nhưng mà cái chứng mất ngủ diễn ra thường xuyên. Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Em ngủ được một giấc rồi. Em ngủ từ lúc 11, 12 giờ đến 3 giờ. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ lên người. Còn nhớ nhau không á? Không. Thế là ok rồi. Tí nữa kiểu về mà ban ngày không có gì làm thì lại ngủ ban ngày. Em không thích ngủ ban ngày đâu, không biết làm gì ấy. Mà trong phòng quanh bị quẩn lại cái mỗi cái giường này nằm. Đời con mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Thế là em không nhận ra. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ.
ai vẽ tình yêu không thì anh Tô chắc chắn là không rồi. Các cụ ngày xưa sáng tác một cái câu mà mỡ đấy mà húp ấy thì nó cũng phải có cái lý do thì các cụ mới bảo cái câu đấy được. Tình yêu là mình phải nhấc mông mình đi tìm chứ mình không thể ngồi đấy mà xem ai vẽ hạnh phúc để mình ra mình tô được. Rồi anh cô xin khói bụi và các sản phẩm tạo kiểu con gái thì nói cô đấy là nghe ra may ra còn tạm tạm chấp nhận nhưng mà con trai là thế thì cũng được. Mặc dù xã hội bây giờ có cọc đi tìm trâu nhưng mà nó vẫn ít hơn là người con trai chủ động. Người con trai mà ngồi im một chỗ để hạnh phúc tới không có đâu. Yêu được không? Nếu mà nói thế thì thôi thì bó tay luôn. Hỏi câu đấy cũng hỏi thôi em bó tay anh luôn đấy. Đúng là con trai tham lam, là người đàn ông tham lam chính là anh Cẩm Ly hát cái bài đấy. Quan trọng là người tô đấy. Thì phải có vẽ, thì phải có cái bản phác thảo ra thì mình mới tô được chứ. Không có cái ban đầu thì làm không có nền móng thì làm sao xây dựng được nền tảng được anh. Một ngôi nhà vững chắc thì cần phải móng chắc. Đây không có móng mà xây nhà luôn làm sao mà xây được. Tất nhiên là con người ai cũng có lòng tham rồi, ai cũng tham lam rồi. Nhưng mà cái này là tham quá, có vợ rồi mà muốn có người yêu là trai tham quá. Là nó còn sai nữa thôi. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng chỉ sướng những cái người chỉ sướng những cái người đàn ông thôi. Còn các chị em phụ nữ mà chồng bị cướp, bồ bị cướp là chỉ lao vào cấu xé nhau thôi. À do chưa lấy chồng nên suy nghĩ một chiều à? Yêu ai mà chẳng ích kỷ, ai mà chẳng muốn những người chồng người vợ là độc của riêng mình, trừ khi người ta còn thích kiểu ăn cùng bên ngoài ấy. Thì thế thì bó tay rồi. Không phải là miếng thịt bán cấu nhưng mà bây giờ những cái người mà bị cướp chồng cướp vợ ấy, người ta toàn ra đánh ghen thôi. Up video lên Facebook các thứ anh không xem à? Người ta cũng vì cái tình yêu của người ta yêu quá nên là hóa cuồng và cũng hận quá, yêu quá hận. Một trong hai người sống lỗi thì phải vì người kia khá nhanh. Là
khi lấy nhau về người ta tình yêu có thể là không có đó, nhưng mà người ta sẽ có cái hai cái từ trách nhiệm tình nghĩa với nhau. Nói chung là khó nói lắm. Người ta bảo đàn bà sẽ là những thiên thần nếu mà họ không có cái mồm. Đôi khi thực cái mồm của đàn bà ra nhiều chứ. Nhưng mà người phụ nữ bao giờ hy sinh cũng nhiều hơn, bao giờ hy sinh cũng rất là nhiều.